có một con dao này, con dao này số 1 này, một con đập form này, đây là size 20-18 này, đây một con đập form này, con chặt phôi này, con chặt phôi em đang để là 26-150. Đây là một bộ gồm cả khuôn dây ngắn, bác này bác chặt luôn cả khuôn dây ngắn riêng, nhưng nhiều bác là tận dụng nó sẽ chặt chung khuôn dây dài, chặt cho dây ngắn luôn đó. Nhưng mà đây một bộ bác nên làm 1, 2, 3, 4 đó đây nhá. Sau khi các bác có da mặt này, da lót này và độn form này, có ba lớp này rồi nhá, thì bắt đầu thứ nhất này, quy trình nhất này là bác ngửa cái da mặt lên này. Cái này là sau khi bác đã dán keo nhá, sau khi đã dán keo thì ngửa cái lớp mặt lên này đó, xong là đặt cái dán form vào này, đặt cạnh luôn rồi, xong nó dán cái form lên, dán form trước nhá, dán form lên lớp mặt rồi, xong rồi bóc nó ra, tách nó ra, ok rồi dính luôn lớp này, ok nhá. Xong đó là xong rồi, bóc gấp khóa này, gấp khóa này, bóc này ra nhé. Xong rồi rút nó ra. Ok. Đây. Gấp khóa xong nhá. Đó, xong bắt đầu lại đặt lại. Đặt lại này. Xong tiếp tới là bác dán cái lớp lót này. Lót này là cũng phải là dán keo vào rồi nhá. Đó. Xong bắt đầu các bác vu phong. Phong này hơi mỏng nên nó cũng không nổi được mấy đâu. Xong nó đặt lại này. Đặt sát kịch luôn nhá. Đặt sát kịch đây. Đó. Xong đặt dao vào này. Đặt dao kịch đầu luôn. Hai cái bên này nó đã kẹp chặt rồi. Thì bác chỉ việc là đặt vào thôi. Đấy bác xem này. Đó. Ok chưa? Xong đấy là cái chỗ này em có căn hết rồi nhá, có vạch căn này. Đây, bác căn đúng vạch không luôn này. Chuẩn vạch không là đúng nhá. Tiếp theo là chặt thôi. Xoay dao phải chặt thôi. Đây nhá. Xong thành phẩm đây. Ok này. Đó. Đây. Đó, xong một thành phẩm. Cái này là cái lớp này nó còn nổi khối hơn. Đấy, qua xem nhá.